Tin nóng xin biết ngày 10 tháng 2, Dương Dương nhật ba loạt top hot nhất tháng 1. Lucas nằm loạn, cùng Tuấn được nâng, nhất bác quà Valentine, hot shot bạo đỏ, đại ngôn Fendi. Hãy cùng chúng tôi tổng hợp lại một số tin tức xin biết nóng hổi có trong ngày hôm nay tại đây. Bức ảnh của chị đội tư Dương Dương trong phim Thả Thính Thiên Hạ. Mộng Hoa Lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính hôm nay đã lên kế hoạch chiêu thương, bộ phim dự kiến lên sóng vào ngày 16 tháng 2. Mới đây Lưu Diệc Phi cũng đăng tải hình ảnh khoe đi thu âm cho Mộng Hoa Lục. Phim vô danh tung poster tạo hình phong trần của Vương Nhất Bác khiến CNN phát sốt. Hôm qua Lucas Hoàng Húc Hy lần đầu đăng bài trở lại trên mạng xã hội với hình ảnh đen trắng về biển sau một loạt scandal gây chấn động như bắt cá nhiều tay, nói xấu thành viên trong nhóm. Động thái này sau đó đã lên No One Hot Search bảng giải trí. Blogger liền đặt nghi vấn cậu sắp comeback thì cộng đồng mạng chung đã ném đá dữ dội. Không chỉ vậy, một số fan còn tức giận nói hôm nay là sinh nhật của một thành viên trong nhóm mà Lucas Hoàng Húc Hy lại đăng ảnh. Theo điều tra doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoan Thụy Thế Kỷ đã thêm một thông báo mới về truy thu thuế, số tiền vượt quá 9,77 triệu nhân dân tệ. Số thuế còn nợ là thuế giá trị gia tăng. Ngày phát hành 18 tháng 1, đơn vị phát hành Cục Thuế Trùng Khánh. Xin đừng quên rằng Em Yêu Anh, tông loạt ảnh tình tứ của cổ lực Na Chát và Lưu Dĩ Hào, phim điện ảnh nằm trong danh sách những phim chiếu dịp Valentine năm nay. Đinh Vũ Hề và Tống Á Hiên mặc cùng một mẫu áo len. Đáng chú ý trong buổi tuyên truyền cho phim điện ảnh 10 năm thương nhớ, Đinh Vũ Hề đã bị phát hiện mặc ngược áo. Anh chàng đã rất bất ngờ và phải xoay áo lại. Phim Hậu Lãng đã chính thức khai máy, diễn viên gồm Chị Lộ Tư, Ngô Cương, La Nhất Châu. Hậu Lãng là bộ phim hiện đại thuộc thể loại thanh xuân lập nghiệp với đề tài chính xoay quanh giấc mơ vì y học cổ truyền của giới trẻ. Nữ chính Tôn Đầu Đầu là một cô gái có tính cách kiên cường thẳng thắn, thường xuyên bênh vực những người yếu thế. Tôn Đầu Đầu may mắn được một giáo sư chuyên ngành y học cổ truyền giúp đỡ, quen biết với con trai của giáo sư là Nhậm Thiên Chân. Sau này cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, tạo nên câu chuyện tình yêu lẫn sự nghiệp tuyệt đẹp cho chính mình. Bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của Dương Dương và Địch Nhật Ba đóng chính là top 5 bộ phim WeTV hot nhất tháng 1 2022. Viên Hoàng và Trương Hâm Nghệ trên tạp chí Nam Nhân, Phong Thượng, Neon. Hôm nay Kim Ân Thánh và Trương Mông công bố kết hôn. Phim Thao Trường hôm nay khai máy, diễn viên Lý Dịch Phong, Hàn Đồng Sinh, Trương Tử Hiền, Trương Tịnh Nghi, khách mời Lương Tịnh, Điền Tráng Tráng, Hầu Dũng, Trịnh Hiểu Ninh, La Nguyệt Đình, Lý Hiểu Xuyên. Đại sứ hình tượng của thương hiệu Fendi chào cho đường Nghệ Hân. Hình ảnh của Vương Tử Dị trong bộ phim Chúng Ta Không Biết Yêu. Người đại diện thương hiệu toàn cầu Vương Nhất Bác kết hợp với thương hiệu mỹ phẩm mang đến gift box Valentine đầy sắc đỏ. Phòng làm việc của Dương Mịch cập nhật Weibo ảnh hậu trường. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!